Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 của bộ truyện Xuyên Không Tam Mạnh Nhất Âm Ti. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 của của bộ truyện này. Nếu như không cản nổi, tôi cho phép mọi người để một bộ phận quỷ rời đi. Từ Thanh quay sang nói với Hồ Hùng. Tôi muốn chọn thời gian tấn công vào lúc 2 giờ chiều. Lúc đó mặt trời mạnh nhất, chúng ta chiếm ưu thế hơn. Mọi người có ý kiến gì không? Từ thanh dứt lời Cả mạng người chẳng ai nói gì Nhiệm vụ của bọn họ Vốn chỉ là phối hợp với từ thanh vô điều kiện Đừng nói là từ thanh Chỉ để cho bọn họ bảo vệ ở đằng sau Cho dù là bảo bọn họ Đối mặt trực diện với quỷ vương Manh Sơn Bọn họ cũng không có ý kiến Nhìn mọi người Từ thanh tiếp tục nói Nếu đã không có vấn đề gì Tôi sắp xếp một chút lộ tuyến và khu vực tác chiến riêng biệt. Cuộc họp đã được 40 phút hơn, và lúc vương chiến quân đang ngáp liên tục, cửa phòng họp rốt cuộc cũng mở ra. Người đi ra không ai nói gì, mặt mày nặng nề. Mọi người trở về chuẩn bị phần mình. Bây giờ cách 2 giờ chiều chỉ còn hơn 4 tiếng, thời gian không nhiều. Từ thanh ngoảnh đầu nói với Hồ Hùng. Bây giờ tôi phải quay trở về khách sạn một chuyến lát nữa chúng ta gặp nhau sự thúc ạ à, xảy ra chuyện gì dẫn tôi theo được không ra khỏi cửa vương chiến quân ngẩng đầu hỏi không được lần này rất nguy hiểm tôi không cách nào chăm sóc cho cậu được đâu so với trận chiến mấy ngày trước còn nguy hiểm hơn sao từ thanh lắc đầu lãnh đạm nói lần này thì không giống là chiến tranh thật sự sẽ chết rất nhiều người bao gồm những người mà hôm nay cậu đã gặp ở Vân Bộ, ngày mai còn sống được những ai, đều là ẩn số. Vậy không đi được không? Ngày thấy thề thảm như vậy, sẽ chết rất nhiều người. Vương Chiến Quân không nhịn được câu hỏi. Thở dài một hơi, Từ Thanh nhẹ giọng đáp. Có vài việc, phải có người đi làm. Điều này chẳng còn cách nào khác nếu như vì sợ chết mà mọi người đều lui bước không tiến lên thì ai bảo hộ các cậu đây từ thanh hiểu rất rõ một đạo lý muốn bảo vệ dương gian dựa vào sức mạnh của một người là không thể trừ bỏ manh sơn quỷ vương bên này không nói cô hồn giả quỷ ở quỷ vực tận vài tỷ con đứng đó không nhúc nhích để từ thanh đi giết vậy phải tốn bao nhiêu năm mới giết hết mà hiện giờ ở manh sơn mấy ngàn con quỷ một mình từ thanh cũng không xử hết được chỉ cần hắn ra tay sẽ bại lộ thực lực những con quỷ đó cũng không phải là đồ ngu thấy từ thanh là quỷ vương khẳng định sẽ chạy đi mấy ngàn con quỷ chia ra chạy từ thanh bắt lại kiểu gì sau khi quay trở về khách sạn từ thanh bắt đầu ngồi thiền khôi phục thân thể hiện nay một thân thực lực không phát huy được non nữa. Thời gian còn lại không nhiều, có thể khôi phục một chút thì nhiều hơn một phần thắng. Muốn giết quỷ vương manh sơn, tự tin của hắn không lớn lắm. Một khi liều mạng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Cho dù từ thanh có thể giết chết đối phương, bản thân cũng phải bỏ ra một cây giá đau thương. Nhớ mày, từ thanh dường như đang rối rắm chuyện gì. Cuối cùng hắn cắn răng, từ trong không gian lấy ra hoa bỉ ngạn. Nhắm mắt lại, một lúc nuốt liền hai đóa hoa. Vì muốn khôi phục một chút sức mạnh linh hồn, hắn cũng thật liều mạng. Dùng hoa bỉ ngạn để chữa thương, chuyện này cũng chỉ mỗi hắn mới dám làm. Nếu để cho người khác nhìn thấy hắn phung phí của trời như vậy, e rằng sẽ nảy lòng muốn bóp chết hắn. Hoa bỉ ngạn là thứ chỉ thấy không thể cầu một năm cũng chỉ nở có mấy bông các vương triệu lớn đều tranh giành để mà có dù gì có thể sử dụng một đá cơ hội đột phá quỷ vương cũng tăng lên không ít nhưng từ thanh xa xỉ như vậy đấy dù sao cùng lắm thì năm sau lại đi một chuyến đến phong đô hên thì cũng sẽ gặp được vài bông hai giờ chiều tiến vương chiến quân gõ cửa đánh thức từ thanh không cần cậu bé nhắc nhở, Từ Thanh cũng biết mình đã đến trễ rồi. Nói trước là 2 giờ tập hợp, bây giờ đã đến lúc rồi. Một đoàn người hồ hùng đã chờ rất lâu, thấy Từ Thanh trễ vậy còn chưa đến nên phái người đi xem một chút. Vì vậy mới có một màn vương chiến quân đến gõ cửa. Bóng người lóe lên, Từ Thanh biến mất, toàn lực chấp nhoáng. Chưa tới 10 phút đã đến phụ cận của Manh Sơn những nơi đến đều có binh sĩ chặn đường, không cho xe cộ đi qua. Thẳng một đường, Từ Thanh còn thấy cả xe tăng, ba Không muốn lãng phí thời gian, hắn mở lĩnh vực trực tiếp vượt qua. Thật là ngại, tôi đến trễ. Ngay lúc đám người hồ hùng gấp đến nhìn quanh quốc, Từ Thanh rốt cuộc cũng đến. Từ Thanh đột nhiên xuất hiện, mấy chục thanh tiểu liên nhằm thẳng vào hắn dừng tay là người mình. Trước đây, đấu một trận với quỷ vương Manh Sơn nên tôi bị thương. Vừa nãy mãi trị thương nên quên mất thời gian, xin lỗi. Từ thanh lên tiếng xin lỗi. Hồ Hùng thở vào một hơi. Không sao, người đến là được rồi. Từ thanh nhìn quanh, gần 7-800 người có mặt. Phần lớn đều là người tán tu và âm ti. Người quân đội đều ở vòng ngoài, bọn họ không thể ở trong khu vực này. Việc này không thể chậm trễ. Bây giờ tôi lên núi, mọi người theo sau. Nói xong, Từ Thanh hóa thành một bóng đen chạy lên núi. Một đường gặp phải chút tạp nham, thuận tay cùng giải quyết xong, xem như giảm chút áp lực cho người đằng sau. Chạy được mấy trăm mét, Từ Thanh lên đến đỉnh núi. Một hố trời thật to ập vào mắt, đường kính hơn 10 mét. Hố trời nhìn không thấy đáy, tối đen như mực, cũng không biết sâu tới đâu. Đứng bên trên, dựa vào mắt trần sẽ thấy được quỷ khí đen ngòm từ dưới đáy sông lên như khói báo động. Nhẹ nhàng nhảy một cái, từ thanh trực tiếp vọt xuống bên dưới. Ước chừng rơi xuống tầm năm 500 mét mới chạm đáy. Bên dưới đều là xương khô chất đóng khắp nơi. Những bộ xương khô này đều bị dồn rồi chồng lên, giống như một tòa núi nhỏ trong đống xương là ma trời xanh lục bùng cháy, phản phất như đang hoàng nghênh tự thanh, vị khách không mời mà tới. Nền đất giống như một thế giới nhỏ, vách tường bị khoét thành nhiều lỗ nhỏ, giống như tổ ong nhung nhúc quỷ hồn. Hai tay hợp thành trưởng, tự thanh bắt đầu niệm chú Đại Minh Vương. Sau âm thanh niệm chú, từng tiếng thảm thiết thét gào vang lên có giả hồn và lệ quỷ bị âm thanh Phật thiêu rụi, ngã trên mặt đất, đau đớn không thiết sống, không ngừng lăn lộn. Dừng tay! Quỷ vương manh sơn xuất hiện, một tiếng thét to vang lên nhằm quấy nhiễu từ thanh. Từ thanh, ta đã đồng ý 10 năm không ra khỏi manh sơn rồi, ngươi còn muốn ra sao? Âm ti các người đừng có ức hiếp người ta quá đáng. Bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi, đặc biệt đến đây để tiêu diệt manh sơn người. Một tiếng cười lạnh, quỷ vương manh sơn phẫn nộ. Ta cứ tưởng bản thân đã đủ vô sĩ rồi. Không ngờ ngươi còn hơn ta. Lúc trước còn nói ổn thỏa rồi. Bây giờ dưỡng thương lành lặng rồi. Là muốn đến lật lọng để giết ta sao? Ta không cần biết ngươi nói kiểu gì. Ngươi cũng không cần khích tướng ta. Nói rồi giết ngươi. Thì cứ phải giết ngươi. Nói thế nào cũng là vô ích. Từ thanh nhanh như chớp xông đến quỷ vương Manh Sơn, rút kiếm liền chém. Căn bản không hề nương tay. Sau khi từ thanh ra tay, trong khoảnh khắc kim khí tung hoành khắp mặt đất, rất nhiều cô hồn giả quỷ bị kim khí chém chết. Trong chớp mắt, từ thanh vùng hơn 10 kiếm, kiếm sau còn nhanh và mạnh hơn kiếm trước. Vũ khí của quỷ vương Manh Sơn lúc trước đã bị từ thanh chém gãy. Hiện giờ dựa hết vào hai quyền đánh trả lại kiếm tội nghiệp quỷ vương Manh Sơn còn chưa dưỡng thương xong. Một thân thực lực có thể phát huy một nửa đã là tốt lắm rồi. Hiện nay bị người khác đè ra đánh, vết kiếm trên người càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, giọng một quyền ầm một tiếng thật to mới bất lui được từ thanh. Ngày ra mà làm gì? Còn không mau sông lên, nhanh chóng giết hắn ta đi. Nhìn thấy thủ hạ đứng một bên nhìn quỷ vương học một ngụm máu. Vô số lệ quỷ từ xung quanh nhào đến từ thanh, vang lên tiếng rít gào đinh tai, khiến người ta nghe vào da đầu tê dại. Trảm thiên bạc kiếm thuật Từ thanh không đắn đo nhiều mà lập tức ra đòn chí mạng. Một kiếm chém ngang qua, kiếm ảnh dài 6-70 mét hiện lên. Những nơi lưỡi kiếm quét qua, tất cả quỷ hồn đều bị tiêu diệt và manh sơn quỷ vương là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt cũng không bị từ thanh bỏ qua nên phần lớn sức mạnh của đường kiếm này đều nhằm vào hắn ta tốc độ quá nhanh manh sơn quỷ vương không kịp tránh né nên đã trúng đòn trọng thương nếu không phải trước đó có một số oán linh và lệ quỷ xông tới để cản đòn thì có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi Bây giờ thân thể của quỷ vương đã hóa trong suốt những con quỷ khác thấy tình hình bất lợi nên bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Ngay cả quỷ vương mà cũng không đấu lại được, thì sao bọn chúng có thể là đối thủ của Từ Thanh được đây. Mạnh Sơn Quỷ Vương nằm dưới chân tường, thấy Từ Thanh ngày càng đi lại gần mình, hắn đột nhiên cười to. Nhìn thấy nụ cười này, Từ Thanh khẽ giật mình, một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Dù ta có chết ta cũng phải kéo mày chôn cùng manh sơn quỷ vương cười độc ác nói không chờ cho từ thanh kịp phản ứng thân hình của hắn ngày càng lớn dần lên tinh thần lực cũng không ngừng bị thiêu đốt không hay rồi con người của từ thanh co rút manh sơn quỷ vương là muốn tự bạo từ thanh quay đầu nhanh chóng rời đi chưa tới một giây sau đã tới được chỗ cách đó cả trăm mét rầm rầm tựa như bị mấy tấn bom dội xuống. Đám khí từ trận nổ đuổi theo đến chỗ từ thanh. Những con quỷ chậm chân đều bị đốt thành tro bụi, hồn bay theo gió. Thấy sắp bị bắt kịp, từ thanh chỉ kịp cảm nhận thấy linh hồn mình đang bị đốt cháy, kèm theo là cơn đau thấu xương. tự thanh cắn răng nhẫn nhịn, dùng sức để mở lĩnh vực ra chạy về phía đỉnh núi. Không để hắn kịp thở, cả ngọn núi sụp đổ để lại một hố sâu hơn trăm mét. Từ thanh đứng trên đỉnh không vững nên đã rơi xuống theo. Không biết bao nhiêu đất đá theo đó mà đè lên người hắn. Cứ như vậy, chỉ chưa đầy hai phút, cả người từ thanh đều đã bị chôn sống. Từ thanh thiếu nước muốn bật khóc. Vì đây, sao hắn lại xui xẻo tới mức này cơ chứ? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Toàn thân bị đá tảng đè ép đến cả một đầu ngón tay hắn cũng không cử động được. Linh lực càng kiệt cũng không còn chút sức nào. Hắn để mặc cho bản thân nằm đó, đợi linh lực hồi phục. Vào lúc Từ Thanh đi vào núi chưa bao lâu, thì nhóm người hồ hùng đã thấy có lệ quỷ chạy ra. Mấy trăm người xông lên ra sức chiến đấu để không cho một con nào lọt lưới. Thế nhưng sau đó có cả oán linh và một lượng lớn giả quỷ chúng nó đã tạo nên thương vong rất lớn cho quân đội. Giác quan của Từ Thanh nhạy bén, mặc dù đang bị chôn chết dưới dưới đất, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng chém giết bên ngoài. Dường như mỗi giây đều có người ngã xuống. Không lâu sau, có quỷ trong bầy quỷ đã lọt lưới của phòng tuyến đầu chạy về chân núi. Viên thiếu tướng trung niên trông thấy có quỷ chạy ra thì lập tức hạ lệnh. Mọi người chú ý, chuẩn bị khai hỏa hơn ngàn quân lính đứng lên dàn trận, họng súng không ngừng té ra ánh lửa. Những con quỷ kia còn chưa kịp tới trước mặt họ thì đã được mưa đạn chào đón. Tiếng thét thảm thiết vang lên thay lời nói xin là xin vĩnh biệt. Lúc Từ Thanh bò ra được khỏi đông đất đá thì đã là chàng vàng tối, khắp nơi đều là máu tươi, còn có binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường. Mọi người ở chân núi khi thấy Từ Thanh đi ra thì mừng rỡ chạy đến Những âm thanh nổi tung trời Lúc Từ Thanh chiến đấu Bọn họ đều nghe rõ ràng Mới đầu còn tưởng rằng Từ Thanh đã xảy ra chuyện gì rồi Nhưng bây giờ Thấy hắn lạnh lặng quay về Thì ai cũng mừng rỡ Thứ mà bọn họ đối mặt Chẳng qua chỉ là đám vô danh tiểu tốt Đã gây nên tổn thất vô số Vậy thì Từ Thanh Phải đối đầu trực tiếp với manh sơn quỷ vương Sẽ ra sao chứ thấy mọi người quan tâm mình, Từ Thanh cười. Yên tâm đi, Mạnh Sơn Quỷ Vương đã chết rồi. Tốt, quá tốt rồi. Hốc mắt của Hồ Hùng ướt đẫm. Mạnh Sơn Quỷ Vương chết rồi, cũng xem như là những người này không có hy sinh vô ích. Vì trận chiến này mà những cộng sự, đồng chí chiến đấu của hắn đã hy sinh hơn một nửa. Đây là một cây giá quá lớn. Không chỉ có phi hắn mà cả những binh lính bên quân đội cũng ngã xuống rất nhiều từ thanh nhìn thoáng qua cũng đã thấy được hơn bảy tám thi thể có những binh sĩ tìm thấy thi thể của chiến hữu mình không nhịn được mà bật khóc ngay tại chỗ hôm qua bọn họ hãy cùng nhau huấn luyện cùng nhau ăn cơm vậy mà bây giờ lại là âm dương xa cách ai có thể chấp nhận được đây nhất thời không khí chiến thắng cũng bị cảnh ảm đạm bi thương trước mặt cuốn trôi đi. Từ thanh không chịu đựng nổi, lết thân xác mệt mỏi quay về khách sạn. Sự thúc, thúc không sao chứ. Vương chiến quân một mực ở khách sạn đợi hắn. Sau khi thấy từ thanh trở về thì mừng rỡ gọi. Thế nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt nên quan tâm hỏi. Từ thanh bật cười, xoa đầu vương chiến quân rồi nói. Có thể có chuyện gì được. Đâu phải cậu nhóc không biết thực lực của ta đâu, bây giờ ta cần nghỉ ngơi một chút nếu trần bằng đến tìm thì nhớ là thông báo cho ta biết lúc xuống núi từ thanh tìm mãi nhưng không thấy bóng dáng của trần bằng đâu nhiều thi thể chưa được xác minh danh tính cũng không biết là cậu ta còn sống hay đã chết nếu như còn sống thì chắc chắn trần bằng sẽ đến tìm hắn còn nếu không vậy thì chắc là hy sinh rồi từ thanh không vận khí hồi phục mà là lên giường ngủ một mạch tới trưa ngày thứ hai mới dậy trần bằng không tới sao từ thanh hỏi vương chiến quân dạ không bây giờ chú ấy đang ở bệnh viện nên đã nhờ người gửi lời nhắn tới đây bảo là chú ấy không sao không sao cái con khỉ từ thanh mắng thầm nếu thật sự không sao thì cậu ta đã đích thân tới đây rồi cần gì phải nhờ người khác chuyển lời tình quỷ này có vẻ là thường thế khá nặng đây từ thanh hiểu rõ tính của trần bằng cậu ta là người kiệm lời có gì khó khăn đều tự mình nhẫn nhục chịu đựng nếu không phải thật sự bất đắc dĩ thì còn lâu cậu ta mới mở miệng nhờ vả người khác bây giờ chỉ thông báo thôi mà cũng phải nhờ người khác tới vậy thì chắc chắn là thường thế không có nhẹ từ thanh hỏi hồ hùng thì biết được trần bằng đang ở bệnh viện quân khu vừa vào trong từ thanh đã thấy được cảnh người trọng thương ở khắp nơi có người thiếu tay mất chân có người phải dùng vải che mắt có vài người đi ngang qua từ thanh thì thiện chí gật đầu tỏ ý chào hỏi vương chiến quân đi bên cạnh từ thanh kinh ngạc hỏi sự thúc đây là những người ngày hôm qua đã tới manh sơn sao đúng có phải cảm thấy tình cảnh của họ rất là đáng thương hay không từ thanh nhẹ giọng hỏi Hơi ngừng một chút rồi nói tiếp Thật ra họ đã rất may mắn rồi Vì ít ra họ vẫn còn mạng mà quay về Sau này còn có cơ hội được đoàn tụ với gia đình Nhưng còn những người đã hy sinh Bọn họ không có được vận may như vậy Nhìn xung quanh bệnh viện đều là những người bị thương nặng Vương Chiến Quân không khỏi lo lắng Mặc dù ngày hôm qua cậu nhóc không được nhìn thấy tận mắt Thế nhưng tiếng súng và bom đạn vang lên hàng mấy tiếng đồng hồ. Cậu nhóc đều nghe rõ một một. Quân đội có công bố với người dân là họ đang diễn tập quân sự để tránh lòng dân không yên mà thôi. Người khác không biết, nhưng chẳng lẽ cậu nhóc không biết. Từ thanh đến tìm Trần Bằng, thấy được Trần Bằng đang nằm trên giường bệnh. Ngực được quấn băng vải, tứ chi bó đầy thạch cao. Chẳng khác gì một sắc ướp là bao bởi vì cổ bị cố định nên trần bằng không thể quay sang nhìn từ thanh được lúc này vẫn còn tưởng là y tá tới mãi cho tới lúc từ thanh đi đến bên cạnh giường thì trần bằng mới nhìn rõ sao cậu lại tới đây trần bằng gượng cười hỏi cậu ổn chứ trần bằng hỏi một đằng từ thanh lại đáp một nẻo ai à, có thể có chuyện gì được nhiều nhất là nằm 2-3 tháng lại bay nhảy được thôi. Vậy thì cậu đúng là lợi hại đấy. Tứ chi gãy nát, xương ức bị gãy mất 7 cái. Còn có cái xích nữa là đâm vào tim. Thường thế như này mà cậu nói chắc là 2-3 tháng sẽ khỏi mà bay nhảy được nữa. Này, không biết là sức khỏe của cậu tốt hay nền y học đã phát triển tới trình độ cao siêu như vậy rồi. Trần Bằng chỉ biết ngượng cười. Hắn không ngờ từ thanh lại tìm bác sĩ rồi hỏi rõ bệnh tình của mình như vậy cậu đã nói với người trong nhà chưa từ thanh hỏi nụ cười khổ trên môi trần bằng bất đắc dĩ trả lời cái này thì nói như thế nào đây nói rồi cũng chỉ làm cho mọi người lo lắng vô ích tăng thêm phiền não mà thôi tôi chỉ đành nói dối nói bây giờ tôi đang công tác ở nước ngoài phải nửa năm sau mới về được Lời nói vừa chuyển Trần Bằng nhìn sang Từ Thanh Nói khẽ Lần này tôi không thể tự mình tiễn bọn họ đi Chắc phải nành làm phiền cậu đi một chuyến rồi Chuyện này có gì mà phiền phức Là chuyện dễ như trở bàn tay thôi Cậu cứ yên tâm đi Theo địa chỉ mà Trần Bằng đưa Ba ngày sau Từ Thanh đến một tiểu khu hơi cũ Nhà họ Trần sống ở một lầu Trong một tòa nhà cũ kỹ Đi sau lưng Từ Thanh vương chính quân vừa đi vừa than thở chẳng trách sự thúc không làm việc ở âm ty công việc nguy hiểm như vậy có hôm nay không có ngày mai gia quý người làm lại sống trong căn nhà rách nát như vậy đổi thành tôi tôi cũng đổi nghề nhóc thì hiểu cái gì một cái đập đáp xuống óc của cậu nhóc từ thanh cười mắng nhóc cho rằng cuộc sống dễ lắm hay sao nói thế nào thì đãi ngộ ở âm ty cũng không kém thế này chỉ là trần bằng vừa mới đến không có nhiều tiền tiết kiệm mà thôi vương chiến quân là con một trong nhà chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống cực khổ của người khác đương nhiên không biết vì sao trần bằng là lựa chọn nghề này hành lang cực kỳ cụ kỹ còn là nền xi măng mấy cái thùng rác đầy ụ cũng không có ai thu dọn mũi vò ve không ngừng Nhướng chặt chân mày Vương Chiến Quân gõ cửa nhà Trần Bằng. Chờ một chút, ra ngay. Trong nhà vọng ra một giọng nói trong trẻo. Mấy giây sau, một cô bé tóc buộc đuôi gà tầm 14-15 tuổi, đeo tạp về mở cửa cho Vương Chiến Quân. Hai người tìm ai? Cô là Trần Tình, đúng chứ? Tôi là Từ Thanh, là bạn của anh trai cô. Thấy Vương Chiến Quân không nói chuyện, Từ Thanh mở lời. Là anh sao? Anh trai em có nói trong điện thoại rồi, mời anh vào nhà. Căn nhà không lớn, tổng cộng hơn 60 mét vuông. Một ít đồ điện gia dụng còn mới, có lẽ là Trần Bằng mua. Người lớn trong nhà của cô đâu? Thấy cô bé chỉ có một mình, Từ Thanh hỏi. Mẹ em đi làm rồi, lát nữa mới về. Trần Tình rót cho bọn họ một ly trà rồi trả lời lương của anh trận không thấp mà sao vẫn cực khổ như thế này vương chiến quân quả thật không có kìm được mở miệng hỏi một trưởng đập lên trên đầu từ thanh trần mắt nhìn cậu nhóc nhóc lắm lời quá rồi trần tình ngược lại không sao thản nhiên cười đáp dạ lúc ba em mất cũng nợ không ít tiền lương của anh trai em đều mang đi trả nợ rồi ồ xin lỗi nha lỡ chọc đến chỗ đau của người khác vương chiến quân vội vàng xin lỗi không có gì phải xin lỗi đâu chúng tôi đều quen rồi đúng rồi mọi người cứ ngồi tự nhiên tôi phải nấu cơm đợi mẹ về không sao cô cứ làm đi nhà bếp rất gần phòng khách trần tình vừa nấu ăn vừa nói anh từ à lần này anh tới đây là vì chuyện chuyển nhà sao anh trai cô đã nói với cô rồi sao? Từ thanh kinh ngạc. Dạ, đừng thấy em nhỏ. Trong nhà, em, em là chủ nhà đó. Giọng trần tình kiêu hãnh. Anh Từ à, anh nói xem. Sao mà anh trai em cứ kiên trì chuyển nhà? Sống ở đây đang yên lạnh. Chạy đến thiên nam xa xôi như vậy mà làm gì? Đã vậy, anh trai em còn không cùng đi bởi vì anh trai cô sau này có thể phải đến công tác ở Thiên Nam. Vì vậy lần này sắp xếp mọi người qua trước. Từ Thanh ngồi chưa bao lâu, mẹ của Trần Bằng đã về. Mẹ Trần Bằng tóc bạc đi nhiều, nhìn tầm hơn 50 tuổi. Bà mở cửa thấy Từ Thanh liền ngây người. Trần Tình vội vàng giải thích. "Mẹ à, đây là bạn học của anh trai, tên là Từ Thanh. Lần này anh ấy đưa chúng ta đi Thiên Nam." cậu là từ thanh sao mấy ngày nay trần bằng gọi điện cho tôi cứ khen cậu suốt nó bảo tôi phải cảm ơn cậu cho đàng hoàng gì à dì khách sáo rồi khi cháu và trần bằng còn đi học là bạn thân bạn bè với nhau cảm ơn gì chứ tóm lại bất kể ra sao chuyện chuyển nhà lần này làm cháu thêm phiền phức rồi à dạ có phiền phức gì đâu gì nhà cháu ở thiên nam Lần này vừa khéo phải quay về Chỉ là thuận đường mà thôi Mẹ Trần Bằng nặng nặc Giữ Từ Thanh lại ăn cơm Từ Thanh vốn không muốn ăn Nhà Trần Bằng rõ ràng Không có nấu cơm cho bốn người ăn Nhưng không từ chối được mẹ Trần Bằng Khuyên bảo nhiều lần Từ Thanh đành đồng ý Nhưng Vương Chính Quân ngược lại rất nể mặt Phá lệ ăn một chén cơm đã kêu no rồi Nếu không Với sức ăn bình thường của nhóc Đồ cơm này chỉ đủ một mình nhóc ăn thôi Buổi chiều ngày thứ hai, Từ Thanh đưa người nhà Trần Bằng đến phi trường, chuẩn bị rời khỏi Giang Bắc. Chuyện khiến Từ Thanh thấy kinh ngạc là mẹ và em gái Trần Bằng, lần này mỗi người chỉ mang theo một vali hành lý. Trần Tình, sao cô không đem nhiều đồ một chút? Mấy thứ đồ điện gia đình này nọ, không phải có thể tìm dịch vụ vận chuyển chuyển phát hay sao? Trong phòng chờ, Từ Thanh không hiểu hỏi. Trần Tình nhỏ giọng đáp, nếu như em đem hết đồ đạc đi rồi anh em lấy cái gì mà dùng đừng nói với em anh ấy đi công tác nước ngoài rồi anh ấy căn bản không có biết nói dối em vừa nghe liền biết anh ấy gạt em vả lại với trình độ tiếng anh đó của anh ấy còn không bằng em bây giờ kìa trần tình cười nói sáng sớm hôm nay em gọi điện cho anh ấy hỏi anh ấy ăn bữa sáng chưa anh ấy còn bảo là ăn rồi anh ấy không phải ở nước ngoài sao em lên mạng tra rồi, bên đó còn đang là nửa đêm. anh ấy ăn bữa sáng như nào đây? từ thanh nghe mà toát mồ hôi hột. nữ sinh bây giờ đều thông minh như vậy sao? vậy cô có trách cậu ấy đã gạt cô hay không? từ thanh mở miệng hỏi. em trách bản thân mình quá là nhỏ thôi, không thể gánh bớt áp lực thay cho anh trai. vì vậy anh ấy mới gạt em. từ thanh không khỏi cảm thán con cái nhà nghèo sớm quản trong ngó ngoài Cô gái trần tình này thông minh cần mẫn Còn thấu hiểu được người Nhìn vương chiến quân một bên Hồi năm ngoái lúc gặp cậu nhóc Cậu nhóc nửa đêm trèo tường đi quán nét Sau đó mới gặp quỷ Người so với người đúng là sợ nhất là so sánh Thấy tự thanh chăm chú nhìn mình Vương chiến quân nghi ngờ Nhìn làm gì chứ Mấy tiếng sau đoàn người từ thanh rốt cuộc cũng đến thiên nam mấy ngày trước từ thanh đã nhờ lão trương giúp đỡ tìm nhà căn nhà không xa nhà từ thanh ba phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp một nhà vệ sinh nội thất đồ điện gia đình đều có sẵn từ thanh bỏ tiền mua tất tay còn việc để cho người nhà trần bằng đến ở chỉ thu một hai ngàn tệ một năm lấy tượng trưng thôi vốn không tính thu tiền họ nhưng không chống được sự thoái thác của mẹ trần bảo không thu tiền thì họ sẽ không ở biết người nhà này mạnh miệng từ thanh vì giữ chút danh dự cho người ta rốt cuộc đành phải thu một khoản tiền nhỏ sau đó phải tìm trường học cho trần tình vì thuận tiện hắn trực tiếp sắp xếp trần tình học cùng một lớp với từ mai thấy sắp khai giảng việc buôn bán trong hiệu sách của từ thanh cũng không có tệ mỗi ngày một nhóm học sinh tiểu học trung học Đến túng năm tuần 3 chép bài tập Từ thanh nhìn Vương Chiến Quân đang dạy Long Vũ chơi game ở một bên nhịn không được hỏi Này nhóc, sao ngày nào cũng chạy tới chỗ này Không cần làm bài tập sao Từ khi Long Vũ phát hiện Vương Chiến Quân là một cao thủ chơi game Ngày nào cũng lôi kéo cậu nhóc đến đây dạy mình chơi game Mà Vương Chiến Quân cũng làm không biết mệt Trước đây lên mạng tốn tiền bây giờ ngày nào cũng tới chỗ từ thanh chơi miễn phí đừng hỏi vui ra sao ừ, tôi nói với mẹ rồi sau này tôi sẽ làm thuê ở chỗ sư thúc vương chiến quân đầu cũng không thèm ngẩn mà lên tiếng trả lời từ thanh cười khổ lời này sao mà nghe quen tai hình như khi còn nhỏ hắn vì bắt quỷ cũng từng nói với cha mẹ rằng hắn làm thuê ở hiệu sách của lão trương về ngay đi tôi không có tiền trả lương cho cậu đâu hơn nữa cậu biết làm việc gì chứ bảo là tôi mời cậu tới làm ông lớn thì còn nghe được nè chú đừng có xem thường người khác nha có gì mà tôi không biết làm chứ không phải chỉ có dọn vệ sinh và làm thu ngân tính tiền thôi sao có gì mà không biết ngay từ thanh nói mình không biết làm gì vương chiến quân nhảy dựng lên giận dỗi nói đấy nhìn đi tôi nói không sai đúng chứ bảo nhóc là ông lớn mà nhóc còn cãi với tính cách này thì người khác nhìn vào sẽ thấy nhóc mới là ông chủ ở đây long vũ ngồi cạnh nhìn hai người bọn họ đấu vỏ mồm đã không can ngăn thì chớ là còn ngồi đó che miệng cười trộm tôi không cần biết nói chung là cứ ngày nào thúc mở cửa thì tôi sẽ tới ngày đó để lúc đóng cửa tôi mới đi vương chiến quân không thèm quan tâm tới lời của từ thanh dứt khoát là một đứa nhóc mặt dày. Từ Thanh cười lạnh nói, "Muốn cứng đầu chứ gì? Nếu tôi đây không đập được nhóc, thì đúng là uổng phí bao năm lăn lộn trên giang hồ." Từ Thanh mở lĩnh vực bao trùm lấy Tiệm Sách, hắn vùng tay lên một cái thì Vương Chiến Quân đã bị bốc ra ngoài cửa tiệm. Sau đó, dù là Vương Chiến Quân đi kiểu gì thì chân trước vừa bước vào tiệm sách thì chân sau đã quay ra đường lớn rồi thử tận 7-8 lần đều bị như vậy, nên cậu nhóc nản chí ngồi xổm trước cửa tiệm rồi lầm bà lầm bầm, không biết đang oán trách điều gì. Sao anh lại chấp một đứa con nít mà làm gì? Chỗ chúng ta thêm một nhân viên cũng đâu có sợ nhiều. Long Vũ cười hỏi, Từ Thanh cười khổ đáp. Em không hiểu suy nghĩ của nó thôi. Chắc là cu cậu đang định đôn đáo một thời gian, sau đó bỏ học luôn. Anh là người từng trải mà còn không biết nó đang nghĩ gì sao. Lão Trương từng kể với anh rồi. Thằng nhóc này rất hay trốn học và quậy phá. Em nghe mẹ nói lúc nhỏ anh cũng vậy mà. Long Vũ không để ý đến từ thanh đang tức thở ra khói, cười khì hỏi. Em nói gì vậy? Anh là anh. Nhóc đó sao so với anh được? Hơn nữa anh là một ví dụ điển hình không nên noi theo. Đang còn nhỏ thì nên chăm chỉ vui vẻ học tập. Còn bảo vệ thế giới gì cứ để cho người lớn chúng ta là được rồi thôi đi ông tướng à nói anh mà anh còn không chịu nghe bảo vệ thế giới thì có người khác không nhất thiết phải cần tới anh nên là anh cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi long vũ hít nhẹ vào hông từ thanh khẽ mắng từ thanh xuống nước được rồi anh không đi nữa là được chứ gì lần nào mà anh không nói như vậy nhưng sau đó thì sao còn không phải là cầm đầu đi hả? Hai người vui đùa với nhau một hồi Thì bỗng nhiên Từ Thanh nhắc nhở Sau này đừng dùng phá linh đao bừa bãi Hôm qua anh đã cải tiến chút Nên chém một đao là có thể tạo thành công Kích như sức mạnh của một quỷ vương Thế nhưng chỉ được đòn đầu tiên thôi Sau đó sẽ quay trở về trạng thái cũ Trần chiên với quỷ vực sắp diễn ra Nhất định Từ Thanh phải đi nên hắn chỉ mong có thể để lại càng nhiều thứ nhằm bảo vệ gia đình mình. Hôm qua hoàng phủ thánh gọi cho hắn, hỏi hắn có đồng ý đi yến kinh một chuyến để thương thảo chuyện quỷ vực hay không. tự thanh không hề do dự mà đồng ý luôn. cho dù là hoàng phủ thánh không lên tiếng, thì hắn cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. lần này long vũ không khuyên nữa bởi vì cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới đêm đó tự thanh không nói cho bất cứ ai hắn lặng lẽ rời khỏi huyện thanh nguyên tiến về yến kinh tổng bộ của âm ty tự thanh không biết là ngay khi hắn vừa rời giường long vũ đã tỉnh vì trận chiến sống còn lần này âm ty quyết tâm huy động hết tất cả lực lượng hiện có vẫn tại khách sạn lần trước tổ chức hội nghị trường thiên nhân của phủ thiên sư đã tới ngồi cạnh ông còn có một bà lão tầm bảy tám chục tuổi chắc cũng là một quỷ vương hai người đang thì thầm to nhỏ nhìn có vẻ như quan hệ rất tốt lâu rồi không gặp sức khỏe của lão thiên sư đã tốt hơn chưa từ thanh chủ động đi tới chào hỏi cảm ơn cậu đã quan tâm bộ xương già này của tôi vẫn ổn ngược lại là cậu đấy đúng là khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn nha Nói tre già măng mọc đúng là không sai Chẳng ngờ được Lúc sinh thời Tôi đây có thể được tận mắt nhìn thấy Một quỷ vương chưa tới 20 tuổi Nếu so với cậu Vậy thì mấy lão già như tôi đây Quả thật là rất xấu hổ đấy Mới hồi tháng 3 này Khi từ Thanh đi đến Phủ Thiên Sư Thì cũng chỉ mới là oán linh sơ dai Lúc đó ông đã bắt đầu Chú ý tới hắn rồi Thế nhưng mà không ngờ chỉ mới đi quỷ vực có một chuyến thôi, hơn nửa năm không gặp mà hắn đã lên tới quỷ vương. Nghĩ tới đây, ông không nhìn được mà nhớ tới đồ đệ triệu hằng, không biết giờ ra sao rồi. Thôi bỏ đi, ai cũng có vận mệnh của riêng mình. Trường thiên nhân lắc đầu gạt đi suy nghĩ linh tinh kia, sau đó giới thiệu bà lão ngồi cạnh cho từ thanh. Hẳn là cậu chưa biết bà ấy, đây là tiền bối Diệp Hồng Lăng ở Nam Cường. Rất vui được gặp Diệp tiền bối. Từ Thanh cung kính chắp tay chào. Cậu đừng có nghe lão già này nói bừa. Mọi người đều là quỷ vương. Cứ xưng hô như người cùng lứa là được. Đã là thời nào rồi mà còn bày đặt bối phận chứ? Nếu quy định, vậy thì chẳng phải tôi phải gọi những lão già kỳ oán linh kia là tiền bối hay sao? Diệp Hồng Lăng không hề câu nệ tiểu tiết, nói chuyện rất là hòa nhã. Mặc dù bà nói vậy, nhưng Từ Thanh cũng không thể coi là thật mà làm bừa được. Dù sao thì cũng mới chỉ là người mới trong giới quỷ vương, nên lòng tôn kính cần thiết thì vẫn phải có. Nhìn bà lão trước mặt này, tuy tuổi thọ đã cao, nhưng nếu ra tay thì chưa chắc Từ Thanh đã thắng được bà. Từ Thanh đã từng được nếm thử mùi của tuyệt học Tam Kiếm Lục từ Phủ Thiên Sư nếu dùng nó để đấu với những người cùng dai thì đúng là không có đối thủ dù là hắn có dùng tới trạm thiên bạc kiếm thuật thì chưa chắc nắm chắc phần thắng trước lão thiên sư đừng nói là diệp hồng lăng một người mà hắn còn chưa rõ thực lực thông qua thái độ của lão thiên sư thì hắn cũng đoán ra được bà có điểm lợi hại riêng không hề giống như tên manh sơn quỷ vương nghèo kiết xác chỉ biết chiếm bừa đất làm loạn cũng không có chỗ dựa hay bối cảnh gì Vì cơ hội khó gặp được hai vị tiền bối này Từ thanh không ngần ngại mà ngồi xuống Khiêm tốn thịnh giáo một số điểm khó khăn trong khi tu luyện Bất đắc dĩ, ai bảo hắn đơn độc Không có ai chỉ bảo chứ Nào giống như bọn người triều hằng Gặp chỗ nào không hiểu thì tất sẽ có sư phụ giải đáp Lão thiên sư cũng không hề dâu diếm Chỉ cần từ thanh hỏi thì ông sẽ trả lời Đôi khi Diệp Hồng Lăng ngồi một bên Cũng sẽ nói thêm về góc nhìn của mình Từ thanh nghe như say như mê Tự như miếng bọt biển cứ thế Hấp thu hết những kinh nghiệm được truyền dạy Tới khi có tiếng ho khang vang lên Thì từ thanh mới được kéo về thực tại Không biết từ khi nào mà trong phòng Đã có thêm ba bốn người khác Từ thanh kinh sợ Toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh Nhiều người vào đây như vậy Thế nhưng hắn không hề phát hiện ra tuy rằng hắn không có chú ý đến xung quanh nhưng dù gì thì cũng là một quỷ vương đáng nhẽ ra một tiếng bước chân hay một hơi thở lạ lẫm hắn cũng phải cảm nhận được mới đúng chỉ sợ khi nãy nếu bọn họ đặt dao lên cổ rồi nhưng có khi hắn vẫn không nhận ra mất anh bạn đây không cần nghĩ ngợi nhiều khi nãy là do tôi dùng lĩnh vực bao lấy nên mọi người mới không có phát hiện ra thôi một ông lão râu tóc bạc trắng nét mặt hòa ái lên tiếng người hồi nãy ho khan cũng chính là ông ấy đáng ra không muốn làm cục hứng của cậu thế nhưng vì thời gian không có nhiều nên chỉ đành làm vậy sao phong lão lại nói như vậy chứ là do chúng tôi không chú ý hoàn cảnh nên làm phiền tới mọi người rồi lão thiên sư trương thiên nhân đứng lên khách sáo nói từ thanh càng thêm kinh ngạc thân phận của lão thiên sư là như nào thế nhưng vẫn phải tôn kính người này tới như vậy ông lão tóc bạc xua tay y nói mình không có để ý ông quay sang cười nói với từ thanh lần đầu gặp nên có khi cậu còn chưa biết tôi tôi là phong diệu chủ quản âm ty cũng là sư phụ của lý giang Lý Giang là đệ tử của tôi. Tính ra thì cậu cũng có thể gọi tôi một tiếng sư công. Phong Diệu cười hít mắt. Từ thanh im lặng. Lý Giang là ti vụ trưởng của học viện âm ty Bản thân hắn cũng có thể nói là học trò của ông ta. Nhưng mà cái này có liên quan gì đến Phong Diệu đâu. Chuyện này bắn đại bác cũng không có tới nha. Học viện âm ty nhiều học sinh như vậy Lẽ nào đều gọi ông ta là sư công Thấy từ thanh ngẩn người Lão thiên sư vội vàng bắn cho hắn một cái ánh mắt Trong lòng cúng quyết cả lên Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp Tiểu tử cậu còn không mau ôm chân đại thần sao Phong Diệu là người thế nào chứ Trương Thủ Nhân chỉ biết Hồi khi ông ta còn nhỏ Truyền thuyết về người này đã truyền khắp giang hồ rồi Mà lúc đó Phong Diệu đã trở thành quỷ vương vì vậy đừng nói ông ta là hậu bối đến sư phụ của ông ta đứng trước mặt phong diệu cũng đều là hậu bối ra mắt sư công từ thanh cũng không ngốc nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của lão thiên sư cũng vội vàng cung kính hành lễ được 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 học viện âm ti cho ra được thiên tài như cậu quả là cực kỳ vinh hạnh cũng không uổng phí ước nguyện mở trường học của tôi dường như nghĩ đến chuyện gì, phong diệu không khỏi cảm thán. Nếu như cậu sinh sớm 50 năm, vậy thì tốt biết bao. Sau đó lắc đầu cười khổ. Ai, à, lão già ta đây cũng lớn tuổi rồi, cứ nghĩ ngợi vẫn vờ. Một hàng người trong phòng họp cũng không dám tiếp lời, cứ nhìn như vậy. Được rồi, nếu đã đến đông đủ Vậy chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính. Sau khi cảnh tháng, Phong Diệu lấy lại tinh thần, bắt đầu nói. Đây gọi là đủ rồi sao? Từ thanh nhìn bảy tám con người trong phòng họp, trừ ba người bọn hắn ở đây ra. Ngoài ra còn có Hoàng Phủ Thánh, Tống Thiên gặp lúc trước, và mấy người khác hắn đều không quen. Nhưng từ hơi thở của họ đều có thể phán đoán, chắc cũng là quỷ vương phong diệu hành lễ với mọi người rồi mở miệng nói cảm ơn mọi người đã nhận lời mời tới đây nguy cơ tình hình hiện nay lời dư thừa tôi cũng không nói lần này tôi đặc biệt trở về từ quỷ vực cũng là chuyện bất đắc dĩ minh vương bên kia đã chiêu mộ gần trăm ngàn binh sĩ chuẩn bị tiến hành đánh trận cuối với chúng ta rồi sắc mặt của phong diệu nghiêm túc Luận về thực lực tổng thể Chúng ta không có bằng quỷ vực Nhưng về chiến lực cao cấp Đối phương không bằng chúng ta Lần này tập hợp mọi người đến Chính là vì muốn tụ tập Toàn bộ chiến lực cao cấp Trực tiếp giết vào sào huyệt của đối phương Chỉ cần Minh Vương chết Những quỷ bình khác đương nhiên Không đánh mà tăng Từ thanh không mở miệng Lão thiên sư bên cạnh hỏi Phòng lão quỷ vương bên chỗ minh vương là có bao nhiêu mười chín tên phong diệu nói lời khiến người ta nghe mà kinh sợ sau đó tiếp tục thảy lên trái bom nặng cân vả lại tôi vì bản thân mình vương là quỷ quần Khói miệng từ thanh co giật nhất thời cảm thấy lồng ngực khó thở mười chín tên quỷ vương là khái niệm gì không khách khí mà nói một tên quỷ vương muốn tiêu diệt một bộ đội 10.000 người. Quả thật là chuyện dễ như chơi. Mà 19 tên quỷ vương hợp lại không phải là chuyện đơn giản như một cộng một, chi ít có thể quét sạch 50.000 người. Bên cạnh đó còn có một tên minh vương quỷ quân như hổ rình mồi. Lúc trong quỷ vực, Từ Thanh nhìn thấy trong một ít thư tịch liền hiểu biết. Giai đoạn tiếp theo của quỷ vương là quỷ quân còn việc quỷ quân mạnh ra sao thì hắn không biết. Nhưng nghe nói, kẻ mạnh nhất khi xưa của quỷ vực, nhất tịch ma quân cũng là tu vi cấp quỷ quân. Vậy quỷ vương bên chúng ta có bao nhiêu? Lão Thiên Sư bình tĩnh hỏi. Sắc mặt của Phong Diệu nghiêm trọng đáp. 14 tên. vả lại đến lúc đó còn phải giữ lại hai tên. Vì vậy chỉ còn 12. Cái gì? Cái gì? Lão thiên sư nghe xong cũng không bình tĩnh nổi Cách biệt sáu tên quỷ vương Một phần ba lực lượng Thì đánh kiểu gì đây Có điều Không cần phải lo Đến lúc đó Bốn vương triều lớn cũng sẽ đưa tới vài quỷ vương Mà minh vương bên kia Cũng phải phái một vài quỷ vương ra tiền tuyến Hậu phương Sẽ không để lại quá nhiều người Lão thiên sư phỉ nhổ thầm trong lòng cái tên này nói chuyện sao mà nghĩ giữ chừng già như vậy Một lần không có chịu nói hết Là mình vừa rồi thất thố Xấu mặt trước bao nhiêu là người Tới lúc đó Giao mình vườn cho tôi Mọi người thì phụ trách những quỷ vườn khác Phong Diệu nhắc nhở Có điều Thời gian cho các người không nhiều Một khi bị trăm ngàn quỷ quân bao vây Các người chạy cũng không thoát Diệp Hồng Lăng mở miệng toàn đám xương cốt một ruộng, sống đủ lâu rồi. Trước khi chết, còn kéo thêm một cái đệm lưng, không có lỗ. Nhưng từ tiểu tử còn trẻ, chết thì thật là đáng tiếc. Cảm ơn dịp tiền bối đã quan tâm. Có điều tôi đã tới rồi, tự nhiên sẽ không làm rùa rụt cổ. Hơn nữa thực lực của tôi cũng không yếu. Mấy ngày trước tôi còn chém chết quỷ vương núi Mạnh Sơn. Từ thanh nói vậy, mọi người mới nhớ lại Tên quỷ vương Manh Sơn lúc trước chẳng phải là chết trong tay Từ Thanh sao? Chỉ có điều thấy tuổi tác Từ Thanh rất dễ bỏ qua thực lực của hắn. Diệp Hồng Lăng cười khổ. À, thôi được rồi, là bà già ta xen vào chuyện của người khác. Vốn còn muốn giới thiệu một đứa cháu gái của ta cho cậu đây. Từ Thanh toát mồ hôi, Diệp Hồng Lăng đã nói ít đi hơn 80% rồi. Cháu gái của bà cho dù có trẻ đi chăng nữa thì trẻ được tới đâu. Kiểu gì cũng phải 40-50 tuổi rồi. Mà mình còn chưa đầy 20. Người ta nói phụ nữ 30 ôm vàng khối. Vậy cũng không cần kéo theo cả một xe vàng khối cho mình đâu. Nếu Diệp Hồng Lăng biết được suy nghĩ của Từ Thanh, phải đánh chết hắn mới thỏa. Cháu gái của bà có già đến như vậy đâu. Đây chẳng phải là vừa dập người khác sao. Diệp Hồng Lăng có ba người con gái, Cháu gái mà bà ta nói là con của đứa Úc Chính là Phùng Tịnh mà Từ Thanh từng gặp Chỉ là Phùng Tịnh giống với tụi Triệu Hằng Hiện tại sống chết không có rõ Thời gian cấp bách Chúng ta lập tức khởi hành xuất phát Chi tiết cụ thể Đến chỗ quỷ vực rồi mới nói tiếp Phong Diệu phất tay Trong không khí xuất hiện một cánh cửa Sau đó năm ngón tay chột một cái Đám người Từ Thanh bị kéo vào đường âm dương Vừa nhắm mắt mở mắt, Từ Thanh đã tới quỷ vực. Cả quá trình chưa đến 2 phút đã xong. Trong lòng Từ Thanh cả kinh, thực lực của Phong Diệu thật mạnh. Vừa nãy bị kéo vào đường âm dương, hắn hoàn toàn không có phản kháng nổi. Thậm chí còn chưa kịp có phản ứng đã đến quỷ vực rồi. Chỗ đám người Từ Thanh đáp xuống là cổng của một tòa thành. Cổng thành này cao tầm 7-80 mét, tường thành giống như một đôi cánh cực lớn gian ra. Bên trên viết hai chữ phồn thể, viêm hoàng. Quay người nhìn, bên ngoài thành viêm hoàng là một sa mạc bị khói bụi màu xám bao phủ. Chỉ là bên ngoài vài ngàn mét, mơ mơ hồ hồ thấy một vài thành trì. Lão Thiên Sư nói với Từ Thanh Chỗ này là con đường bắt buộc phải đi qua, dù quỷ vực và nhân gian muốn từ chính diện đến dường gian thì bắt buộc phải đi qua thành viêm hoàng thành viêm hoàng kẹt nơi biên giới quỷ vực có thể nói là một nửa nhân gian một nửa quỷ vực từ cửa thành đi thêm vài trăm dặm chính là cửa lớn của quỷ vực quả nhiên từ thanh ngẩng đầu lên nhìn trên cổng thành bày chi chít một hàng toàn là bajoka đi vào thành còn có hơn mấy ngàn chiếc xe tăng dừng ở chỗ tường thành từ thanh nghi ngờ nếu xe tăng cũng vào được Sao không kéo thêm mấy chiếc máy bay chiến đấu Thứ đó bay trên trời cao ngàn mét Quỷ vương cũng hết cách Từ thanh nói ra suy nghĩ của mình Lão thiên sư cười đáp Theo ý cậu nói Lấy mấy trái bom nguyên tử qua đây Không phải càng thuận tiện hơn sao Nơi này tuy có thể nói là nhân gian Nhưng cũng chỉ là trên lý luận mà thôi Không phải là nhân gian thật sự những thiết bị quân dụng này đều là cao thủ quỷ vương vận chuyển từng chiếc từng chiếc một qua trong rất nhiều năm trở lại đây. Giữa đường không biết bị dòng chảy hỗn loạn của không gian bờ mét mất bao nhiêu. Giữ lại được có thể nói là chưa đến một phần mười. Những thiết bị hiện đại này cũng chỉ có thể sử dụng ở đây. Một khi thật sự tiến vào quỷ vực, toàn bộ thiết bị điện tử đều không có dùng được. Tán gỗ cái gì chứ? Người đều sắp đi hết rồi. Diệp Hồng Lăng thúc giục Hai người từ thanh im lặng Vội vàng đi theo Dòng người không ngừng ra vào thành Đầu đầu cũng thấy được Những binh sĩ mặc đồ răng ri Phòng ốc ở đây có cả nhà Xây từ gạch và xi măng Cũng có những kiểu nhà lầu gỗ Kiểu cổ xưa Từ đường cho tới sự phân bố nhà cửa Đều rất có quy hoạch Ven đường bày bán những món ăn vặt Dù là trứng gà nướng hay đặc sản quỷ vực đều có đủ. Từ thanh thử nhìn vào bản giá Một quả trứng gà là một bạch tinh Khác gì đồ bán ở chợ đen Là cúp của hay sao Nhưng quả thật không trách được Bởi vì ở chỗ này Thì trứng gà đã là hàng hiếm Phải vận chuyển xuyên không gian Thì sao có giá rẻ được Thành viêm hoàng rất lớn Ít nhất cũng có thể chứa hơn trăm vạn người Từ thanh không thể tưởng được Những thế hệ đi trước kia Với điều kiện khó khăn như vậy mà lại có thể tạo nên một thành trì với quy mô như hiện nay. Lão Thiên Sư và Từ Thanh cùng đi đằng sau. Ông thấy hắn không ngừng nhìn đông ngó tây ánh mắt hiếu kỳ, thi thoảng còn thốt lên tiếng ngạc nhiên thì không khỏi bật cười. Như biết được suy nghĩ của Từ Thanh, Lão thiền Sư lên tiếng nói. Để gây dựng được nơi này, cả đời trước lẫn đời sau đã phải tiêu tốn mất hơn 400 năm nhớ năm xưa Khi sư phụ đưa tôi tới đây Thì biểu cảm của tôi cũng như cậu vậy à, Bấy nhiều năm trôi qua Cảnh còn nhưng người đã mất Không dám nhắc tới vết thương lòng của ông Từ thanh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác Một lúc sau Nhóm người đã đi tới phủ thành chủ Lúc đầu từ thanh còn rất mong chờ Thế nhưng ai biết được Khi vào rồi thì thấy chẳng khác nào trường huấn luyện của quân đội khi vào đại sảnh thì đã có năm sáu quỷ vương đang chờ sẵn. Bọn họ thấy Phong Diệu tới thì tất cả đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi. Phong Diệu khoát tay nói Cứ ngồi đi. Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống không bao lâu sau đã có người đưa tài liệu tới. Bọn họ mỗi người được chia cho một phần. Phong Diệu giải thích Đây là tin tình, tình báo mà mấy năm gần đây chúng ta thu được từ phía đối thủ. Trong đó có một ít về bố trí trong quân đội của Minh Vương, phân hiệu quân hàm, ngoài ra còn có một số thông tin cơ bản về những quỷ vương bên phía ông ta. Thật ra, phần tư liệu này được chuẩn bị để chủ yếu cho Từ Thanh và những người ít khi tới Quỷ vực xem, còn đa số người ngồi ở đây đều quanh năm suốt tháng giao chiến với quân của Minh Vương, thì sao có thể không biết mấy tin tức này. Thậm chí có một số thông tin trong tài liệu này còn là từ chỗ họ cung cấp mà có. Vậy là trong số hơn 10 người, chỉ có 4-5 người là chăm chú đọc. Những người khác thì nhàn nhã uống trà hoặc ghé tay nhau nói chuyện phím. Không để ý đến bọn họ, Từ Thanh cầm tài liệu say sư đọc. Dưới quyền của Minh Vương có tứ đại quân đoàn, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chù Tước, Huyền Vũ. Đứng đầu những quân đoàn đều là quỷ vương trung giai. Người lợi hại nhất trong số các quân đoàn trưởng này là trưởng quân đoàn Thanh Long tên là Dạ Kiêu, không rõ là lịch, không rõ tuổi tác. Dạ Kiêu có chiến tích, đó là đối đầu với những người cung cấp, nhưng hắn ta có thể một mình địch được, còn chỉ dùng một đao đã giải quyết được đối thủ. Ba quân đoàn trưởng kia cũng không thể nào xem thường, tính ra thì mỗi một người trong số họ đều có thể đấu với hai người cung cấp. Điều Từ Thanh không ngờ đó là quân đoàn trưởng quân đoàn chu tước lại là nữ nhân tên là chu sa trông còn rất xinh đẹp chỉ tiếc là sát khí quá nặng tuy là người yếu nhất trong số bốn quân đoàn trưởng nhưng mà cô ta lại là người ra tay độc ác và hung tàn nhất mọi người đều xem xong rồi đúng chứ một lúc lâu sau phong diệu thử hỏi mục tiêu lần này của tôi sẽ là minh vương việc mọi người cần làm chính là ngăn chặn những quỷ vương còn lại. Mà quan trọng nhất là phải chú ý bốn quân đoàn trưởng. Vì là Minh Vương thường xuyên bàn kế sách với bọn họ, nên bốn người này thường ở cùng một chỗ với hắn, ít khi tách ra. Tôi định là sẽ để mọi người ngăn chặn bọn họ và những quỷ vương khác. Không cần thiết phải giết chết, chỉ cần giúp tôi kéo dài thời gian. Từ thanh thử nhậm tính, ngoài bốn quân đoàn trưởng thì Minh Vương còn ít nhất là tám quỷ vương dưới quyền. Dạ kêu, cứ giao cho tôi. Lão thiên sư xung phong. Vậy thì tôi chọn chu sa. Diệp Hồng Lăng tiếp nối. Ai cũng đừng dành với tôi, tôi chọn quân đoàn trưởng Bạch Hổ. Cái quái gì tôi nhìn trúng hắn trước rồi. Nhưng tôi chọn rồi, ông đổi sang người khác đi. Vậy tôi chọn quân đoàn trưởng Huyền Vũ. Tôi chọn Huyền Đô, còn tôi chọn Kham Mây. Mấy lão tiền bối cứ tôi một câu ông một câu Dành hết những tên mạnh nhất Để lại cho hậu bối những đối thủ khá yếu Từ thanh cảm động không thôi Trước tình huống liên quan đến tính mệnh bản thân như này Mà không một ai lùi bước Họ đều rất có tinh thần xông pha ra đầu chiến tuyến Khó trách mà trong vòng 4-500 năm qua Chưa từng có lần nào bị quỷ vực công phá thành công uhm, Các vị tiền bối Có thể để vạn bối nói đôi câu được không? từ thanh ho nhẹ rồi lên tiếng các vị đều ganh vác hết những đối thủ mạnh nhất điều này làm cho vạn bối rất là khâm phục thế nhưng đây là trận chiến lâu dài vậy nên vạn bối nghĩ chúng ta nên làm sao để tối đa hóa lợi ích mới được trong hoàn cảnh này vạn bối nghĩ đây chính là đang lãng phí tài nguyên bên phía chúng ta vậy thì cậu có ý tưởng gì đây lão thiên sư hỏi từ thanh nghiêm túc trả lời không biết mọi người đã nghe qua chuyện xưa kể về cuộc đua ngựa của Điền Kỵ hay chưa? Chuyện kể thời kỳ chiến quốc, Điền Kỵ rất hay đua ngựa cùng những công tử quyền quý ở Tề quốc, dùng rất nhiều vàng bạc và tài sản để đặt cược. Ngày kia có tôn tẩn phát hiện ra sức ngựa của hai người đều không kém nhau là bao, đều có thể chia làm ba loại là thượng trung và hạ đẳng. Vậy là ông ấy đã nói với Điền Kỵ rằng ngài hãy đánh cược thật lớn đi tôi có thể đảm bảo rằng ngài sẽ giành chiến thắng. Điện kỳ tin tưởng nên gật đầu đồng ý, vậy là đặt cược thiên kim của mình để đua cùng Tề Vương và các vị công tử khác. Tới khi trận đấu sắp bắt đầu, Tôn Tẩn liền đưa ra lời khuyên. Bây giờ hãy dùng ngựa hạ đẳng của ngài để đối với ngựa thượng đẳng của bọn họ. Dùng thượng đẳng để đối với trung đẳng. Dùng trung đẳng để đối với hạ đẳng chắc chắn sẽ giành được phần thắng. Sau 3 trận đấu, Điền Kỵ chỉ thua một, nhưng lại thắng 2. Cuối cùng, nhận được tiền đặt cược cực kỳ nhiều từ phía từ vương. Nghe Từ Thanh kể xong, mọi người đều rơi vào trầm mặt. Họ đều hiểu được ý mà Từ Thanh đang muốn nói. Thế nhưng, người khác với ngựa. Trong cuộc chiến này, nếu thua, thì chờ đợi chính là cái chết để một quỷ vương sơ dai bên mình đối với quỷ vương trung dai của đối phương. Dù là có thể kéo dài thêm thời gian, nhưng bọn họ sẽ không thoát được. Lão thiên sư lắc đầu nói. Dù là kế này có thể thực hiện, nhưng mà quá mức nguy hiểm. Với người có thực lực mạnh thì hẳn là sẽ đạt được hiệu quả. Thế nhưng nếu là yếu, vậy thì bị giết là chuyện nhỏ. Để quân địch đi chi viện cho nhau mới là cái làm rối đại sự. Từ thanh cười rồi tiếp tục nói Ý vạn bối không phải là đổi hết toàn bộ những lão tiền bối ở đây Chỉ cần một người đổi là được rồi Vậy thì sẽ không sợ làm lỡ chuyện lớn Mà còn bổ sung được cường giả vào những chỗ thiết yếu Vậy cậu muốn đổi ai? Lão thiên sư hỏi Tất nhiên là ngài sẽ đổi rồi Từ thanh thản nhiên đáp Tiền bối mạnh như vậy Nếu đánh với quỷ vương sơ dai Thì giết cả ba bốn tên cũng không thành vấn đề chỉ cần ngài giết thêm một quỷ vương thì sẽ làm quân địch hao tổn càng nhiều sức mạnh. Đây mới là cách dùng đao tốt nhất. Lão thiên sư cười lạnh. Vậy ai sẽ là người đối đầu với dạ kiêu là cậu ư? Từ thanh ưỡng ngực, ngạo nghễ nói. Tất nhiên rồi. Cậu không thể đi được, còn chưa tới lượt một đứa nhóc như cậu phải đổi mạng đâu. Ngài, ngài là đang kỳ thị tuổi tác hay sao? Tuy là vạn bối không có lợi hại như ngài. Nhưng mà cũng đâu có yếu Phong Diệu nghiêm túc hỏi Này Từ Thanh Cậu có nắm chắc là sẽ cầm chân được dạ kiêu hay không Giờ không phải lúc lấy mạng ra mà đùa đâu Tất nhiên rồi Vạn bối sẽ không lấy tính mệnh của mình ra để đánh cược đâu Mặc dù không thể giết được hắn ta Nhưng nếu cản chân thì không thành vấn đề Cậu lấy đâu ra cái tự tin này Lão thiên sư nghi hoặc Từ thanh chỉ là một quỷ vương sơ dai làm sao có được sự tự tin rằng sẽ cầm chân được một quỷ vương trùng dài như dạ kiêu? Đầu tiên, vạn bối có lĩnh vực. Đánh không được thì tôi có thể chạy, hoặc là nhốt đối thủ trong lĩnh vực luôn cũng được. Thứ hai, tôi có một môn tuyệt học, là thể loại rất lợi hại, không hề yếu kém hơn tam kiếm lục của ngài đâu. Kết thúc tập 23 của bộ truyện Xuyên không tam mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.